Quang Linh Vlog làm gì ở châu Phi và Việt Nam mà nổi tiếng đến thế? Mọi sự thật ẩn phía sau. Mới đây, thông tin Quang Linh Vlog về nước đã có rất nhiều thông tin chia sẻ, thu hút sự chú ý của mọi người. Và trên trang fanpage của anh chàng, các cư dân mạng nườm nượp vào thả tim, gửi lời chào mừng nam YouTuber hồi hương. Thậm chí là trên mục tìm kiếm, từ khóa Quang Linh Vlog cũng nhanh chóng trở nên phổ biến. Chúng ta đều biết rằng chàng trai trẻ xứ Nghệ đã có một hành trình thiện nguyện đặc biệt tại đất nước châu Phi. Anh đã giúp người dân làm nhà, khoan giếng, trồng trọt chăn nuôi, xây trường học ở những bản làng xa xôi để học sinh được đến trường, người dân thì bớt đi đói khổ. Và với những việc làm giản dị mà ý nghĩa, nhưng mà cái tâm của Quang Linh chắc chắn là khiến tất cả chúng ta phải cảm phục. Từ hành trình một anh chàng thợ xây phụ hồ ở xứ Nghệ, phải sang vùng đất châu Phi xa xôi để lao động, Quang Linh đã thật sự làm những gì để trở thành người hùng của châu Phi? Kính mời các bạn hãy cùng giải mã anh chàng vô cùng đặc biệt này. Tại sao mà Quang Linh lại chọn châu Phi chứ không phải nơi khác? Chắc chắn là nhiều bạn biết rồi, Quang Linh Vlog tên thật là Phạm Quang Linh, sinh năm 1997 tại Nghệ An. Chàng trai trẻ tuổi xứ Nghệ gây bão mạng và hành trình thiện nguyện đặc biệt tại đất nước Angola ở châu Phi xa xôi. Năm 2016, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh quyết định đi xuất khẩu lao động ở Luanda, thủ đô của Angola, một quốc gia châu Phi. Đó là những thông tin rất là dễ để chúng ta có thể tìm thấy về Quang Linh. Tuy nhiên thì đấy chỉ là những thông tin mà sau này Quang Linh Vlog nổi tiếng và thành công. Những điều tốt đẹp và nổi bật nhất được nhiều người chia sẻ. Chẳng mấy ai để ý và hay biết được rằng thiếu niên Phạm Quang Linh thuộc 18 đôi 10 ấy đã từng phải chật vật với nghề thợ xây, phụ hồ, lo từng bữa ăn qua ngày. Sau đó thì lan lộn với đủ nghề, làm nước đá, kinh doanh giày dép, quần áo để mà trang trải cuộc sống. Không có con đường nào thì trải đầy hoa hồng, và thiếu niên Phạm Quang Linh cũng đi lên từ hai bàn tay trắng, lập nghiệp nơi đất khách. Khác với những thông tin về bối cảnh của Quang Linh, nhà anh thì không quá nghèo, nhưng mà cũng không hẳn là đại gia hay là có chống lưng gì cả. Bởi lẽ mà nếu có điều kiện thì chẳng ai chấp nhận đi xa nhà hơn nửa quả đất để xuất khẩu lao động, làm công việc tay chân đồng áng. Linh đã kể về cơ duyên khi đặt chân tới Angola. Còn về lý do tại sao mà Quang Linh chọn đất nước nghèo là Angola để xuất khẩu, thì mẹ của anh là cô Nguyễn Thị Liệu, sinh năm 1975 đã tiết lộ rằng bố của Quang Linh làm thầu xây dựng ở Angola. Linh học hết phổ thông thì sang với bố đi làm. Mục đích khi đó thì chỉ là kiếm tiền gửi về cho gia đình, chứ hoàn toàn không giống như những gì báo chí Hoa Mỹ vẽ ra về chàng thiếu niên. Nhà của Quang Linh ở quê hương thuộc xóm 2, xã Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An. Từ khi mà anh nổi tiếng, gia đình cũng được quan tâm nhiều hơn. Dù con trai là người nổi tiếng và kiếm ra nhiều tiền hơn so với ngày xưa, thế nhưng bản tính của những người nông dân chân chất tại nơi đây thì vẫn giữ nguyên nét dân dã, mộc mạc và đầy khiêm tốn. Báo chí và truyền thông đến thăm nhà, hỏi han người thân, hàng xóm của Quang Linh. Gặp từ bố mẹ, anh chị em chòm xóm, ai ai cũng phấn khởi. Và có lẽ mẹ của Quang Linh là người phấn khởi nhất. Cô Nguyễn Thị Liệu, mẹ Quang Linh cho biết, con trai xa nhà đã 5 năm, nhưng mới chỉ về nước được một lần vào năm 2022. Sau đó hứa là hè năm nay, 2023 sẽ trở về. Và rồi chàng thanh niên xứ Nghệ cũng giữ đúng lời khi mới đây anh đã đáp trở về Việt Nam trong một chương trình từ thiện mới. Nói về việc vì sao lựa chọn làm nông nghiệp ở một đất nước toàn là đất đá và khô cằn như là Angola, cô Liễu cho biết, từ nhỏ thì Linh đã cùng với bố mẹ làm công việc đồng áng. Chính những kinh nghiệm từ nghề nông ở quê đã trở thành tài sản quý giá nhất để chàng trai xứ Nghệ chia sẻ với bà con châu Phi, giúp họ có cái ăn, cái mặc, cuộc sống thì đỡ vất vả hơn rất là nhiều. Cô Liễu còn cho biết gia cảnh thì ổn định, con gái lớn đang đi du học, con trai út là sinh viên kiến trúc. Không một điều gì bắt ép Quang Linh phải lan lộn kiếm tiền. Đó đều là xuất phát từ chính tính cách của cậu chàng. Linh rất là chịu khó, thông minh, ở nhà công việc gì cũng làm được và làm rất là khéo. Từ sửa chữa đồ điện, nấu ăn đều tự mày mò và làm rất giỏi. Tính Linh thì ít nói nhưng mà tình cảm và phóng khoáng. Do chịu khó và tự lập nên là dù gia đình có điều kiện, Linh vẫn ở lại châu Phi giúp đỡ bà con. Cơ duyên với con đường từ thiện và trở thành YouTuber nổi tiếng. Trong một bài phỏng vấn trên báo Thanh Niên vào tháng 9 năm 2022, Quang Linh cũng chia sẻ cơ duyên đến với hành trình thiện nguyện của mình. Vào cuối năm 2016, sau khi vật lộn với đủ nghề khác nhau, anh mới mở xưởng làm nước đá để kinh doanh. Khi ấy có 7-8 người dân ở các vùng quê xa xôi của Angola, cách thành phố tận 700 km, mới xin vào làm việc ở xưởng. Và trong một cái dịp nghỉ Tết, Quang Linh đã theo họ về quê chơi, thăm thú gia đình. Ở những bản làng heo hút nhất, anh tận mắt nhìn thấy được cuộc sống khổ cực của họ, thiếu ăn thiếu mặc, nên là anh chàng đã nghĩ sẽ phải tìm cách giúp đỡ. Lúc đó thì vì điều kiện kinh tế chưa khá giả,
Quang Linh thường dùng số tiền tự kiếm được để tổ chức những bữa ăn không đồng, phát gạo, nhu yếu phẩm cho người dân nơi đây. Lúc đầu từ gia đình của mấy anh làm cho xưởng đá, sau thì giúp cả bản làng. Nói về hành trình mang điện và nước sạch đến cho bà con châu Phi, Quang Linh cũng chia sẻ. Nơi tôi đặt chân đến đầu tiên là bản làng miền núi xa xôi Sanjata, thuộc huyện Bailundo, tỉnh Huambo, quê của Lindo. Tại đây thì họ chưa giờ được dùng nước sạch bởi chi phí cho việc khoan giếng là quá khả năng so với thu nhập ít ỏi. Hiểu được điều này, tôi và team châu Phi quyết định tự bỏ tiền túi để thuê thợ khoan giếng nước ngọt. Lần đầu tiên trong đời, giấc mơ nước sạch đã trở thành hiện thực trong niềm hạnh phúc của người dân. Đến nay, chúng tôi đã giúp được người dân khoan được rất là nhiều giếng nước sạch rồi. Thấy người dân không có điện, tôi đã cùng họ xây dựng hệ thống điện mặt trời, lắp tới từng nhà dân. Công việc thì mất nhiều ngày mới hoàn thành được. Khi chuẩn bị thắp sáng bản làng, gia trẻ lớn bé tập trung rất là đông, háo hức đón chào ánh đèn đầu tiên rọi sáng cả vùng quê. Và điều mong mỏi cuối cùng đã thành hiện thực. Tất cả mọi người vô cùng xúc động, hô hào vui mừng và đầy hạnh phúc. Từ những lần thưởng thêm tiền cho đồng nghiệp gửi về quê, tặng gạo cho bác hàng xóm bị tật nguyền, Linh mình nghĩ ngay đến việc phải tìm cách giúp đỡ thêm, vì có quá nhiều người nghèo ở Angola. Khi mà quyết định rẽ hướng từ kiếm tiền mưu sinh sang hoạt động vì cộng đồng, cuộc sống cũng ảnh hưởng khá là nhiều. Tuy nhiên, dần dần mình không đặt nặng vấn đề tiền bạc nữa, mà mục đích lớn hơn là muốn bản thân được thêm trải nghiệm. Đồng thời khi giúp đỡ người khác, mình thấy vui hơn. Thế rồi sau thời gian giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo Angola bằng hiện vật, nhóm của Quang Linh nhận thấy rõ, không thể nào cứ cho mãi con cá, mà phải giúp họ có được cái cần cầu. Ở đây thì khí hậu vô cùng khắc nghiệt, một năm 6 tháng mưa, 6 tháng hạn hán. Người dân rất là ít kiến thức về nông nghiệp. Họ chỉ trồng ngô vào 6 tháng mùa mưa rồi cất trữ và nghỉ làm. Đến mùa hạn thì lấy ngô ra ăn. Nhưng mà có khi mùa hạn lên đến tận 8 tháng, cái lượng tích trữ không đủ nên họ thường xuyên thiếu đói. Trong khi đó thì họ lại không biết làm cái gì vào mùa hạn cả. Chính điều này đã giúp anh nảy ý tưởng giúp đỡ bà con khắc phục bằng cách dạy cho họ kỹ thuật trồng các cây lương thực và dẫn nước từ suối xuống, chăm bón kiểu Việt Nam để có lương thực ăn quanh năm. Cái điều đặc biệt nhất là Quang Linh đã mang giống lúa từ Việt Nam sang và hướng dẫn người ta trồng. Lần đầu tiên người dân châu Phi đã biết làm nông nghiệp nhiều hơn và đời sống thì ngày một thêm ấm no. Sau khi đã giúp người dân làm nông nghiệp, nhóm của Linh bắt đầu thực hiện một dự án lớn hơn, nhân văn và phát triển cho tương lai. Tặng quần áo, đồ dùng học tập, chơi cùng với các em nhỏ, xây trường học, vận động và hỗ trợ 5.000 học sinh miền núi nơi đây có đủ điều kiện đi học. Với những điều tốt đẹp của một trái tim đã và đang thực hiện, Quang Linh từ một anh thợ xây chân lấm tay bùn trở thành người hùng của châu Phi. Giải mã lý do Quang Linh nổi tiếng hơn cả nghệ sĩ. Năm 2019, Quang Linh bắt đầu đưa những thông tin và hình ảnh về cuộc sống của mình và người dân châu Phi lên YouTube. Khi ấy thì anh chỉ nghĩ là đưa lên cho vui và lưu giữ những kỷ niệm tuổi thanh xuân ở một đất nước xa xôi. Nhưng mà từ cái thời điểm ấy, những clip liên quan đến đời sống của người dân nơi đây dần được đông đảo người Việt biết đến qua kênh YouTube Quang Linh Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Có thêm vốn từ xưởng đá, Linh mới mở cửa hàng bán giày trên mạng. Những hình ảnh trên hai kênh YouTube là Quang Linh Vlog Ẩm thực Châu Phi thì dần thu hút được lượng lớn người xem và được bật kiếm tiền. Từng đó thu nhập thì chưa nhiều nhưng mà đủ để chàng trai trẻ quyết định chọn một con đường đi hoàn toàn mới, lạ lẫm ở đất nước nghèo của Châu Phi. Đó chính là hành trình vừa làm YouTuber vừa kiếm tiền qua kinh doanh, được thực hiện được những điều có ích cho cộng đồng bản địa. Chúng tôi thì có nhóm bạn 9 người, gồm 4 người Việt và 5 người Angola, thường được gọi bằng cái tên gần gũi là Team Châu Phi, cùng nhau làm thiện nguyện, lan tỏa lên mạng xã hội và được cộng đồng mạng hưởng ứng nồng nhiệt. Thời gian này khi kinh tế đã ổn hơn nhờ kinh doanh và làm nội dung YouTube, tôi dần có những dự án lớn hơn để giúp người dân Angola. Bên cạnh những video đời thường, Quang Linh cùng nhóm bạn còn lan tỏa văn hóa Việt, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta, vừa làm vừa ghi lại những khoảnh khắc tại nơi đất khách rồi đăng lên YouTube. Quang Linh Vlog ngày càng nổi tiếng hơn. Vậy thì Quang Linh đã mang bản sắc Việt Nam đến với châu Phi ra sao? Đầu tiên là biết chuyện Lindo đang dự định tổ chức đám cưới ở quê nhà, nhưng mà hoàn cảnh rất là khó khăn nên nhóm của Linh quyết định giúp. Và rồi một lễ đám hỏi đậm chất Việt Nam ta được diễn ra ngay giữa lòng đất nước Angola, thật sự là đáng ghi nhớ. Lindo thì chia sẻ là vô cùng hạnh phúc khi Linh tặng vợ chồng anh từ trang phục cưới đến cả nhẫn cưới. Linh đã làm những việc quan trọng trong cuộc đời thay chính bố mẹ của anh. Sau đám cưới thì đôi vợ chồng trẻ tiếp tục được hỗ trợ mua đất, dựng nhà rất là khang trang. Sau đó thì anh dạy những người bạn châu Phi và các em nhỏ ở đây nói tiếng Việt. Chính những điều tốt đẹp mà Quang Linh đã làm tại châu Phi khiến khán giả Việt Nam hào hứng và đầy ngưỡng mộ.
Không ít người nổi tiếng khi sống ở đất nước khác như là Huỳnh Trần Japan, nhưng mà content của họ không thể nào đặc biệt như cách mà Team Châu Phi hoạt động. Công chúng bất ngờ cho khung cảnh chân thật của đất nước Angola còn rất là đơn sơ, mộc mạc và nghèo khổ, với một thanh niên đen nhẻm, cười duyên đang cày bục mặt nơi đất khách quê người chỉ để phát gạo, trồng rau, phát quà hay đào đất, dạy cho những người da đen cách đi làm, kiếm tiền và rồi học tiếng Việt. Thích thú khi thấy những người châu Phi chơi trò chơi của Việt Nam. Linh thì cho biết, tôi cũng muốn mang bản sắc văn hóa của người Việt đến cộng đồng bà con châu Phi, nên mới dạy các em học tiếng Việt, chơi trò chơi dân gian như thả diều để nhớ về tuổi thơ của chính mình. Tôi cảm thấy rất là vui khi mà lan tỏa được những điều tốt đẹp cho xã hội và luôn tự nhủ rằng muốn làm điều tốt đẹp phải xuất phát từ cái tâm. Đó thì không phải là công việc, cứ cho đi sẽ được nhận lại. Tôi đã được mọi người yêu quý. Có lẽ Quang Linh là một trong những hiện tượng mạng có thể nói đặc biệt nhất khi được cộng đồng mạng quan tâm, còn nhiệt tình hơn cả những idol nữa. Quang Linh Vlog đã làm gì cho đất nước Việt Nam? Dù làm được nhiều điều tốt và có ích cho cộng đồng, thế nhưng mà Quang Linh vẫn có một bộ phận nhỏ anti, chuyên bới móc và xét nét. Cái việc anh chọn đi thiện nguyện ở một đất nước xa xôi hẻo lánh, đầy nghèo đói, thay vì Việt Nam, thì cũng làm cho nhiều kẻ chỉ trích là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Đất nước hãy còn nghèo đói không giúp, đi giúp mấy ông da đen. Tuy nhiên là chẳng cần phải lên tiếng đáp trả, Quang Linh đã dùng chính hành động của mình để chứng tỏ trái tim ấm áp không chỉ hướng ra bên ngoài mà còn hướng về tổ quốc của mình. Chị gái của Quang Linh tiết lộ, cậu Trang từng gửi 200 triệu để ủng hộ mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong đợt dịch Covid-19. Dù là ở nơi xa xứ, nhưng mà chưa khi nào cậu bé xứ Nghệ quên đi cái nơi mình đã sinh ra. Và mới đây nhất, Quang Linh đã giữ lời hứa khi trở về Việt Nam. Vào tối ngày 5 tháng 8 vừa rồi, hình ảnh Quang Linh Vlog và cộng sự xuất hiện tại sân bay khiến nhiều người nhận ra, thích thú. Chàng nông dân chia sẻ lần đầu đi máy bay 100 triệu mà chỉ dám ngồi yên cũng khiến nhiều người hâm mộ yêu mến hơn nữa. Dự án thiện nguyện lần này tại quê nhà của nhóm sẽ kéo dài trong 3 tháng với một chuỗi các hoạt động như là tham gia chương trình Hải quân đỡ đầu con ngư dân. Quang Linh Vlog sẽ tham gia hỗ trợ 35 con em ngư dân ở 4 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Số tiền là 500.000 đồng một em một tháng, kéo dài liên tục trong 5 năm. Những ngày tiếp theo thì Linh sẽ cùng nhóm ra Đà Nẵng, đến vùng 3 Hải quân thăm các cán bộ, chiến sĩ tại các đảo ở Trường Sa. Angola là nơi Linh sống và làm việc, còn Việt Nam chính là mảnh đất mà Linh đã sinh ra. Vì vậy Linh luôn dành những tình cảm, sự chân quý đặc biệt cho hai đất nước này. Có lẽ là chính cái sự chân thật, không màu mè và không hề có kịch bản là những gì người ta yêu quý tại nơi chàng trai trẻ này. Và nếu mà những nhân vật đang nổi đình nổi đám trên mạng xã hội cũng rất thu hút sự quan tâm của bạn, kính mời các bạn cùng đón xem tiếp. Hoa hậu Ý Nhi ra sao khi mà có 600.000 anti đang hiện ra màn hình bên cạnh đây? Nhấn vào và xem ngay lập tức nha bạn ơi.